Kính thưa quý vị, quan chức Đài Loan thăm đảo Ba Bình. Người đứng đầu ngành an ninh cùng nhiều quan chức Đài Loan đi thăm đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa để nhấn mạnh chủ quyền. Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Hồ Vị Chân đã đáp xuống hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa bằng máy bay quân sự hôm 31 tháng 8. Cùng đi còn có Bộ trưởng Nội vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Biển cùng một số quan chức chính phủ. Một thông cáo chính thức tuyên bố họ đi thăm quân đội Đài Loan đồn trú trên đảo để tuyên bố chủ quyền. Nhưng thông cáo này cũng kêu gọi các nước tranh chấp gác lại khác biệt để cùng khai thác. Mới hôm 23 tháng 8, Cộng sản Việt Nam phản đối tuyên bố của Đài Loan sẽ tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Người phát ngôn của Hà Nội Lương Thanh Nghị nói rằng, việc Đài Loan tổ chức tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Cuối tháng 8, Hải quân Đài Loan đưa một nhóm học giả của Đại học Quốc gia Đài Loan ra đảo. Nhóm này đã tổ chức lễ treo cờ cùng lực lượng tuần duyên để nêu cao tình yêu nước trong giới trẻ, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đài Loan nói khi đó. Ba Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa do Đài Loan nắm quyền kiểm soát và tên gọi là đảo Thái Bình. Đảo này có diện tích 0.49 km2, nằm cách Cao Hùng 1.600 km về phía Tây Nam. Trên đảo Đài Loan đã xây dựng cơ sở hạ tầng cùng đường băng máy bay khá kiên cố.